I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về nhân vật luật sư với bộ trang phục Mori. Mình đang có một cái vài tin vui, đó chính là thứ nhất là mình không phải đi đâu xa xôi cả. Thứ hai là mình cũng đang cố gắng là xin được bản test của mấy chủ thử nghiệm. Cho nên là mình cũng đang chờ xem nếu trong vòng tối nay nhanh nhất thì NE sẽ phản hồi sớm cho mình. Và mình sẽ có quyền được truy cập và có thể là ngày mai hoặc ngày kia gì đó là mình sẽ cố gắng, nếu mà được trải nghiệm cái bản test đó, mình sẽ review cho các bạn xem là bản test đó sẽ có cái gì, nó có giống với cái bản thường của mình hay không, để cho mọi người sẽ được cùng tham khảo ha. Ở đây là một cái ước mơ, nói chung là cũng lâu lắm rồi mà bây giờ mới thành hiện thực, bởi vì mãi thì mới có thể là mình quen biết được anh Nello Melo. Và mọi người có thể là tìm channel của anh ấy và subscribe và ủng hộ channel của anh ấy. Ai mà xem chương trình giải đấu COA trên kênh trang chủ Identify, mọi người sẽ thấy được anh Nello Melo này. Lát nữa, hôm nọ mình có nói với cái anh này rồi, nhưng mà cuối cùng là làm vài đường cơ bản xong cái mình quên luôn. Mình rất là thấy có lỗi với anh ấy, trời ơi. Quảng cáo anh ấy quá trời luôn, cuối cùng là quên anh ấy, quên đưa đường link, quên đưa mọi thứ, cái thông tin để các bạn có thể tìm và xem anh ấy. Chán thiệt sự á. Chà, Percy. Hồi trưa mới làm Percy xong, bây giờ cũng sẽ gặp Percy luôn. Trời ơi. Ủa có mang gì không mà sao thấy đuổi chay tui vậy? Rào cửa sổ không? Không rào cửa sổ nha. Vậy là thanh niên này có khả năng là có thể là băng 36 hoặc là những cái nhánh khác đó, không thèm đuổi nữa rồi. Mà cái góc mà nó như thế này thì chắc chắn là Percy sẽ rất là biếng đuổi luôn. Nếu mà mang rào cửa sổ thì nó sẽ khác nha. Rồi để mình ngó lên đây xem cái máy này chủ tế đang sửa được bao nhiêu rồi. Mình kiểu đi kiếm thông tin liên lạc của rất là nhiều người. Nó xoay vòng tùm lum lá trơn á. Muốn biết người này phải thông qua người kia đó. Nào là quen một cái bạn ở bên Singapore, sau đó là bạn Singapore này mới giới thiệu mình cho cái anh Nello đó. Và anh ấy, và đến khi mà mình nhắn tin với anh Nello đó thì anh ấy đã bảo là cái bạn này giới thiệu mình cho bạn ấy rồi, cho nên là bạn ấy biết rồi, bạn ấy chủ động, bạn ấy nhắn tin, bạn ấy rep lại cho mình đó. Sau này thì khi mà bạn ấy làm một cái người bình luận cho giải đấu Identify thì bắt đầu là bạn ấy xin một cái mã code đã dành cho mình và hy vọng là ngày hôm nay sẽ có. À đuổi Beggar à? Beggar núp nãy giờ không đi sửa máy. Trời ơi, dành cả thanh xuân để đi núp Hunter đấy sao? Mà bây giờ game ở bên Trung thì nó cũng hơi bị phức tạp, bởi vì là mọi người thấy muốn chơi bên đấy là phải xác minh danh tính. Mình có nguyên một cái list danh sách tính chung luôn, nhưng mà kể cả số chứng minh lẫn cả tên tuổi, nhưng mà cuối cùng là nó vẫn không cho. Nhiều khi mình ở khác vùng quá, mình ở bên Việt Nam nhiều khi khó khăn, nhưng mà thấy người ta ở bên nhiều nước khác người ta vẫn chơi như bình thường. Chắc là do phải có một cái mẹo gì đó thì mới có thể đăng nhập được. Chứ ngày xưa trước thì cứ tạo nick ầm ầm ấy, có thấy có ai nói năng gì đâu. Khổ thật đấy. Chơi game kiểm soát người chơi quá. Chơi mà cũng bị kiểm soát giống như phụ huynh của mình vậy đó. Rồi, để mình tới mình heal cho này. Tới liền. Sương sương không rồi cũng dùng hết bản đồ nơi rồi. Ô tự heal mà. Úi giời, còn te le nữa, tôi chịu bà này luôn. Tới đây heal rồi còn tự heal, xong bắt đầu còn te le đi đâu nữa. Khổ. Chán thiệt chứ. Nếu như gặp Percy thì nên là để trong đội heal và sau đó mình tự heal sẽ hay hơn. Nhưng mà chẳng hạn Hunter mà không cam mà đồng đội thì cũng kiểu xa quá chẳng hạn, thì mình cũng có thể là mình tự heal thì cũng được. Rồi tới nữa. Sao nó mê cái máy này ghê á trời.
Thôi núp đây đi. Núp đây, núp đây, núp đây. Ở đâu rồi? Sợ ma quá thiệt luôn á. Luật sư thì nếu như cầm bản đồ mà sửa được 100% máy thì sẽ được 20% tốc độ giải mã nữa, là 120. Đó, cho nên là mọi người nên là cầm bản đồ nhé. Sửa xong rồi thì vứt đi dùng cái khác cũng được. Nhưng mà để dành bản đồ ở giai đoạn cuối game rất là tốt, bởi vì mọi người có thể nhìn được Hunter di chuyển hướng nào, rồi mình thay đổi cái hướng mình đi để đỡ phải chạm mặt nó. Đây là một cái mọi người có thể là coi, rồi có thể là giống như kiểu hack map. Mà thực sự cha nội này cầm map chứ cầm cái gì đâu. Trời ơi nó tới nữa. Trời ơi nó tới nữa thăm hỏi sức khỏe của tôi. Úi dồi ôi. Ok à. Ôi nó gồng kia, nó gồng kia. Ôi thôi chết rồi. À may quá nhở. Nó không có gồng cái nữa. Nó mà gồng cái nữa chắc mình xỉu. Mất nửa máu. Rồi lại vào cái chỗ này chơi với mình đi. Chốn xưa cũ. Không mang rào cửa sổ là một cái điều rất là đau khổ cho Percy. Đặc biệt là cái map mà nó có những cái khu vực như thế này. Đổi hướng à. Không ngờ đúng không? Bây giờ lại gồng kìa. Bây giờ cố lên. Đi ra rồi. Muốn lướt chả lướt được ấy chứ. Nhưng mà nhớ nha, nhảy cửa sổ hay là nhảy ván là phải lấy đà nhá. Cỡ khoảng 2 đến 3 bước chân thì leo bằng 2 chân với leo bằng đít. Chứ nếu như mà không có đà mà đứng tại chỗ mà nhảy qua cửa sổ á, là lúc đấy là sẽ leo bằng 4 chân nha. Các bạn biết rồi. Leo 4 chân thì nó sẽ như thế nào là biết rồi đó. Ôi giời, cái thanh niên này chán đời ghê luôn á. Cứ nhảy qua nhảy lại với mình một chỗ cả ngày thế này. Thôi đi đi. Ui nó vung lên nữa rồi. Ui giời ơi. Ây da. Ui sao giờ đi nhanh thế. Úi giời ơi. Ây da. Trời ơi gần hết mắt đỏ rồi. Ô cái hầm ở đây này. Ê cái hầm ở đây. Bạn ơi đi đi không nó. Rồi nó tới nó đẩy cái hầm không. Nó không đẩy hầm luôn. Nó không đẩy hầm. Đi đi đừng có đẩy cái hầm. Đi đi bạn ơi cái hầm ở đây rồi. Đi đi không nó đẩy cái hầm của tôi đó. Nhanh lên. Đi đi cái hầm ở đây. Cái hầm ở đây không có tiếc gì hết á. Nhanh lên. Đi đi cái hầm ở đây. Ok ok ok. Ui dồi ôi một tí nữa thì chết luôn rồi. Yeah. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ lại thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Rồi, ôi, anh Percy ơi là anh Percy. Ok, mình đã quay trở lại với map sử dụng vũ khí. Trời ơi. Nếu mà mọi người chơi những cái nhân vật như là luật sư này thì nếu mà con team với nhau rất là khỏe luôn. Đặc biệt là chơi team 4 ấy. Mọi người bam cho đội biết xem là Hunter nào. Rất là nhiều. Mình thì chơi cũng thoải mái thôi. Chỉ gu của mình chơi là những cái loại sơ mà chuyên đi giải mã hoặc là đi nhây. Chứ mình không biết chơi những cái nhân vật giải cứu. Cái hầm ở đây luôn này. Phải vô dòm chứ. Dòm để xác định vị trí cai. À mà thanh niên này mang 36 nha. 369. Nhảy cửa sổ. À nhảy ván chứ. Nhánh 9 thì maximum được 2 điểm thôi. Nhẽ ra là 3, nhưng mà 1 điểm thì bỏ lên phiền muộn rồi. Chơi sơ là phải bỏ lên phiền muộn 1 điểm để mà cho nó soi được đồng đội khi mà lên ghế chứ. Ôi mình thấy người Việt mình thì lên, chủ yếu là lên ấy. Chứ mình đi random mà gặp nước ngoài
đặc biệt là đi 5 năm ấy, đi 5 năm cuối tuần ấy, là ối dồi ôi ấy, thật sự luôn. Gặp toàn là những cái bạn mà theo kiểu không mang thôi. Đi cứu ghế rất là khó khăn. Nhiều khi không biết có cứu hay không, nhưng mà toàn là đi bỏ máy để đi cứu ấy. Mệt mỏi lắm, rồi cũng chả biết cái máy nào để mà bù nữa cơ. Ai, đúng là cuộc đời. Chị thợ vườn, chị xé háng cha nội đàn. Mình nhà nó đi sửa máy. Trận nãy quá mệt. Ui dồi ôi. Nhân vật này không bị tẹt rô nha, cho nên là cứ cứu ghế 4999 thì không phải sợ đâu. Chỉ sợ mấy cái đứa giống như là Bon Bon, Galati đồ thôi. Tụi nó cứ tạo hitbox bằng máu lẻ, nhiều khi mình không biết đường nào để mình xoay sở luôn. Rồi Beggar đi cứu. Trời ơi. Mà công nhận là có cái phụ kiện vô, nhìn cái nốt nhạc đẹp thật. Cái trò này nó khác với cái mấy cái trò MOBA mình chơi, kiểu như là skin mà nó đã thuộc dạng S cái gì đó là nó sẽ có hiệu ứng đi kèm luôn. Còn game này là skin một kiểu mà muốn đẹp nữa phải có thêm phụ kiện nữa. Đó. Nó thêm một cái level ở cây cao đón gió. Lát nữa 5:30 mình đi học tiếng Trung để thứ ba tuần sau thi nghe đọc viết. Nghe đọc viết mọi người. Mình sợ nghe lắm, đọc thì thấy cũng đơn giản, tại vì mở sách ra đọc nhiều thì cũng thuộc cú pháp rồi làm thôi. Chứ nghe thì sợ. Rồi xong nó tới nó dí tôi luôn. Ổn. Rồi ai làm cái gì mà dí? Tới nè. Úi giời ơi. Không bị tẹt rô nha, cho nên là cứ thoải mái nhảy cửa sổ nhảy ván thôi. Mọi người không cần phải lo lắng gì đâu. Chơi mấy cái nhân vật khác thì mình còn sợ chứ chơi luật sư mà. Ôi chết chết cái dây. May quá. Chơi dây thì soi hết. Ui giời, ui giời. Ui, đi hướng nào vậy? Ây da, cái dây may quá. Hai lần gãy dây ra là hụt cả hai rồi, mừng ghê luôn á. Mình cũng không hiểu cái cơ chế là tại sao lúc thì trúng, lúc lại không ấy nha. Nhiều khi đứng ở giữa rồi ấy, nhưng mà nó vẫn trúng là nó sẽ trúng à. Ui dồi ôi. Ui. Trời ơi, tưởng trúng quả đấy chắc xỉu luôn á. Hai em anh ơi. Rồi rồi rồi. Chạy ra đằng ngoài này không nó gãy đàn. Trời ơi, nhiều thứ phải xử lý quá. Rồi chắc máy gần nổ chưa? Máy gần nổ rồi. Nó dí tui. Ok. Nếu mà để cho đánh được thì cho nó đánh luôn. Đánh để mà còn có thể là mình sẽ mất được cái hiệu ứng của đàn đi cho nó nhanh. Chứ dính đàn vô đi lâu lắm. Ui ơi thầy đấy nhờ, đánh trúng được kìa. Ui trời ơi, cái dây đó mà trúng luôn kìa. Sai rồi, sai rồi. Thôi xong luôn, xui ghê, cái dây quả đấy hay thế nhở. Tele đi ạ. Giờ chỉ có tele thôi. Hôm nọ mình chơi một trận ở trong nhà thương phố Cát Trắng, cũng gặp một bạn chơi đàn violon. Và các bạn biết là bạn ấy mang cái gì không? Thả chó. Trời ơi, chơi đàn mang thả chó cam ghế. Mình thấy cái đó cũng là một ý kiến rất là hay nha. Thả chó cam ghế xong rồi kéo dây chúng và đánh thêm một hit nữa là khỏi cứu luôn. Trời ơi, một cái con người mà chơi nghệ sĩ violon đúng là dăm 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 luôn á. Không thể nào mà tưởng tượng được, thấy nó giơ cái nách lên là biết nó thả chó rồi. Thôi xong rồi, và mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và các bạn sẽ ủng hộ cho bạn Nello Mello channel YouTube của mình nha. Bye bye.